bạn để ý nhiệt độ VGA của mình nhé. Hiện tại nó đang ở mức 72 độ C. VGA có nhiệt độ như vậy khi chơi game trên máy tính là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giảm nhiệt độ của nó xuống còn 50 hoặc 60 thì các đồ họa sẽ có thể dùng bền hơn rất nhiều. Mình sẽ giải thích kỹ hơn một chút về cách mà các đồ họa hoạt động khi các bạn chơi game nhé. Đó là, khi các bạn mở bất kỳ game nào trên máy tính lên thì, các đồ họa sẽ sử dụng tối đa công suất của nó để giúp cho người chơi có được mức FPS cao nhất có thể. Tuy nhiên thì điều này lại dư thừa, bởi vì không phải cứ FPS càng cao thì bạn chơi game sẽ càng mượt mà nó còn phụ thuộc vào màn hình máy tính của các bạn nữa. Giả sử màn hình máy tính của các bạn chỉ có tần số quét là 60, nhưng FPS trong game của bạn là 300 thì trên thực tế bạn vẫn chỉ đang chơi game ở mức 60 FPS mà thôi. Trong một số trường hợp khác, bạn thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh bị giật, bị lỗi bởi vì FPS trong game quá lớn so với tần số quét của màn hình. Điều này rõ ràng là dư thừa phải không? Như bạn có thể thấy, các màn hình của mình hiện tại đang phải tận dụng toàn bộ sức mạnh của nó và phải chịu nóng ở mức nhiệt độ trên 70 độ C. Các màn hình của mình phải làm tất cả mọi thứ chỉ để tạo ra mức FPS gần 300 nhưng rốt cục những gì mình nhận được thực tế chỉ có 60 FPS. Các bạn làm theo mình để chỉnh sửa điều này trong game nhé. Đầu tiên các bạn mở phần cài đặt trong game các bạn đang chơi. Ở trong bất kỳ tựa game nào cũng sẽ có mục vi Sinh. Tiếng Việt sẽ là đồng bộ hóa khung hình hoặc đồng bộ dọc. Hãy tìm kiếm mục Vsin trong cài đặt game của bạn và bật nó lên bạn nhé. Ngay lập tức, bạn sẽ có thể thấy FPS của mình giảm xuống còn 60, chung với tần số quét màn hình mình đang dùng. Tuyệt vời hơn nữa, các đồ họa cũng đã sử dụng ít công suất hơn và mát hơn rất nhiều so với trước khi bật Vsin. Bạn có thể so sánh đồ họa trong game của mình ở hiện tại so với trước khi bật Vsin nhé. Hoàn toàn không có gì khác biệt cả. Hi hi. Chỉ với một bước nhỏ như vậy thôi, các bạn đã có thể khiến cho VGA dùng được bền hơn, ít tốn điện hơn nhưng quan trọng là trải nghiệm khi chơi game của các bạn cũng không có gì thay đổi. Cùng mình xem hết video nhé. Ban đầu nhiệt độ VGA là 72 độ C và nó hoạt động 100% công suất. Hãy xem thử sau khi bật vi xin thì nhiệt độ giảm được bao nhiêu. còn khoảng 53 độ C, như vậy là giảm tận 20 độ. VGA của mình chắc cũng đang biết ơn mình lắm đây, hi, hi, hi Nhưng các bạn lưu ý là chỉ áp dụng được với những tựa game trên máy tính thôi nhé. Đối với những tựa game giả lập như Free Fire, Liên Quân, Tốc Chiến, Play Together, PUBG Mobile, thì FPS càng cao các bạn sẽ chơi càng mượt. Mình cũng đã thử bật vi sinh khi chơi những tựa game bom tấn như God of War và Cyberpunk. Nhưng nhiệt độ vẫn rất dễ chịu, chỉ loanh quanh ở ngưỡng 60 độ C thôi. Hai tựa game mình vừa kể là hai tựa game cực kỳ nặng trên máy tính ở thời điểm hiện tại nhưng nếu bật vi sinh thì máy tính của mình vẫn rất mát kể cả có chơi liên tục vài tiếng đồng hồ. Video tới đây thôi, hy vọng nó sẽ có ích cho những bạn game thủ trong quá trình chơi game của mình. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn đã xem